Đây 80. Khu vực. Khu vực miền Nam. Mì ba miền tôm chua cay với nước cốt đột phá, tinh túy ẩm thực Việt, tinh hoa trí tuệ Việt. Sô gói mì. Vấn đề của cái đề này đó chính là cái số lượng gói mì trong cái đề này rất là lớn. Số lượng của mỗi loại thì nó cũng rất là nhiều. Bởi vậy mình phải xử lý thật cẩn thận, tránh được những sai sót xảy ra. Số gói mì là 87. Số phiếu xuất kho. Số phiếu xuất kho là 686542. Trong đó có bao nhiêu gói mì theo các loại? Nên là có 17 mì bò hầm rau thơm, 18 mì tôm chua cay đặc biệt, 27 mì tôm chua cay Việt, 25. Siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 chỉ có trên HTV2 VTranel lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần. Đón xem Bé Vui Bùng Vĩ lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần chỉ có trên HTV2 VTranel. Xem siêu trí tuệ Việt Nam mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần đầu tiên trên Vion. Chu Beauty vẻ đẹp đích thực phát sóng độc quyền trên Vion 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.